Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn cùng chúng tôi đến thăm một vườn sưa có một cây sưa đột biến khổng lồ. Đây, cả một vườn sưa cùng trồng mà có một cái cây tự nhiên nó lớn nhanh như thế này. Cây này rất là to. Cây này tôi ước tính vanh của nó phải cỡ 70 rồi. Vanh phải cỡ 70 rồi. Rất to. Mà nghe nói nhà chủ nói là nó cùng trồng. Chủ nhà bảo vườn sưa này đúng 10 năm. Trồng đúng 10 năm rồi đấy. Bằng cùng trồng với nhau mà bây giờ cây to cây bé như thế. Một vườn sưa này là trồng quá dày. Quá dày, không đúng kỹ thuật. Bà con và các bạn nhìn kìa. Cây sưa mọc dày chi chít. Không có hàng lối mà trồng rất là dày. Cây thì to, cây thì bé. Đây là do yếu tố kỹ thuật trồng. Kỹ thuật trồng không khoảng cách không đều mà trồng dày quá. Đây là còn chết đi rất nhiều rồi đó. Chủ nhà bảo đây là còn chết đi rất nhiều rồi. Còn trước trồng ấy, trước là trồng như này này, mét chưa đến 1 mét một cây như này. Đấy. Thế giờ nó chết vãn đi rồi thì nó còn vẫn còn có chỗ dày quá, chỗ thì loãng. Tôi đã hướng dẫn một số video. Nếu như làm đúng kỹ thuật thì không bao giờ có cái tình trạng như thế này bà con ạ. Nếu ta trồng đúng kỹ thuật, hàng cách hàng là 3 mét, cây cách cây là 3 mét, đấy là mật độ trồng dày nhất. Còn không thì hàng cách hàng là 4 mét, cây cách cây là 3 mét thì không bao giờ có cái hiện tượng như thế này. Đây, cây nọ cách cây kia thậm chí không đến 1 mét. Đây là chết đi cũng khá nhiều rồi đấy. Chết rất nhiều. Cho nên đây bà con chúng ta phải nghiên cứu rút kinh nghiệm, xem cái video này sẽ thấy thể hiện là những cây xưa trồng không đúng kỹ thuật. Nó rất là cũng là rất là cao dài nhưng mà nó khẳng khiu. Nó khẳng khiu mà nó không có sự sống. Cao dài nhưng không có sự sống, nó khẳng khiu lên. Đây chủ nhà cũng đã chặt bỏ một số cây. Đã chặt bỏ đi một số cây rồi. Nó dày quá. Ai vào thăm vườn sưa này cũng đều kêu là dày quá. Không biết đường làm để nó mọc chi chít cứ như là cây tự mọc. Đấy. Đã chặt mấy cây đây rồi. Đây vẫn còn có những cây bé tí như thế này. Đây mà chủ nhà nói là đã trồng cây cái vườn này trồng vào 10 năm rồi. Trồng 10 năm. 10 năm đã có cây đột biến là vanh được đến 70. Thế còn đại đa số là cây mới bằng cái cổ chân thôi. Vanh 450 thôi. Thế còn bằng cái cổ tay còn bé hơn cổ tay đây vẫn có này. Xưa này những cái cây con này là dần dần là sẽ chết. Sẽ chết đấy. Cho nên là trồng xưa là mình phải nắm được kỹ thuật, phải trồng đúng khoảng cách, cây nó sẽ đều cây. Mình trồng cái vườn này trồng độ mấy chục cây thôi, đây ông ấy trồng những hàng mấy trăm cây. Trồng dâm vào đây. Đấy. Cho nên rất lãng phí, vừa lãng phí cây giống này, vừa không sau này đấy nó cũng không lớn được mà lại chặt làm củi, rất là phí. Bây giờ bán những cái cây con này cũng không có người mua. Đấy, bao nhiêu người vào mua nhưng mà cũng không muốn mua. Nó dài khẳng khiu mà nó không có ngọn. Đánh về trồng khéo chết. Đấy, trồng cây nọ cách cây kia thậm chí còn chưa đến 1 mét. Có chỗ còn mọc díu vào mấy cây liền. Cho nên chúng ta qua cái video này chúng ta mới thấy được có những cái cây, cái vườn xưa mà nó dày quá là cây nó không thành cây, cây nó khẳng khiu. Mặc dù nó rất là cao dài nhưng mà nó khẳng khiu mà nó không có lá mấy, nó không có sự sống. 10 năm rồi mà không to được. Đây, rất là díu vào thành một đây nó gần như nó tự mọc. Đây, chủ nhà đã
chặt một cây này đây, đang chặt dở. Chúng ta thấy vườn xưa thật là buồn, thật là đáng tiếc. Trồng vừa tốn cây giống mà vừa không có hiệu quả. Chỉ có một cây lúc nãy là đẹp, là cây một lúc nãy là to. Đấy, cả vườn chỉ có mỗi cây này thôi. Mỗi cây này là được, là to thôi. Nó đột biến, nó ở cái chỗ tốt, thế nên là còn lại là toàn cây như thế này, rất là đáng tiếc, không đạt yêu cầu. Cho nên chúng ta rút kinh nghiệm, trồng những cây xưa đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo sẽ 10 cây sẽ được cả 10, thế mới được. Đây trồng 100 cây chỉ được độ 30 cây, còn đâu là bỏ hết, hỏng, không bán được. Cái cây to đấy là nó ở bờ rào, nó vào bờ rào và nó lại có cái nguồn nước, cái nguồn phân chuồng lợn ở cái nhà bên, cho nên nó mới được to thế. Bây giờ một số hộ gia đình bây giờ trồng xưa là đã rút kinh nghiệm, chúng ta xem và rút kinh nghiệm để trồng xưa không để xảy ra cái tình trạng như thế này nữa. Thật là đáng lãng phí giống và lại vừa mất công. Đây, những cái cây xưa trồng díu hai cây vào nhau. Lúc trước chủ nhà không nắm được kiến thức, cũng không học hỏi ở đâu được, cho nên là đã trồng, cứ có mua cây giống về là cứ trồng thôi. Lại trồng lại còn bảo là trồng để sợ nó chết, nhưng cuối cùng nó cũng không chết mà nó lên hết thì nó lại díu dít vào như thế này. Những hộ gia đình trồng xưa bây giờ hãy lưu ý, bà con ta sẽ lưu ý không để tình trạng như cái vườn xưa này nữa. Bà con ta lưu ý là xưa là không bao giờ rẻ được. Bây giờ một số tin đồn là xưa nó rẻ, không bán được, không có người mua. Thế nhưng thực tế ra bây giờ xưa vẫn không đủ cung cấp cho Trung Quốc. Chúng tôi đi mua suốt ngày, có ngày đi mấy ngày không được mua được cây nào. Toàn những cây chưa đạt nõi, và những cây chưa đạt nõi thì chúng tôi lại không mua. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.